Ok, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái tụ bài, đó là diễn biến tiếp theo trong cái mối quan hệ này. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tụ bài ha. Tụ bài thứ nhất tương đương với lại cái lá bài này. Tụ bài số 2 tương đương với cái lá bài này. Tụ bài số 3 tương đương với cái lá bài này. Nếu mà các bạn chưa chọn kịp thì các bạn có thể bấm đứng màn hình lại nha. Xong rồi các bạn hãy chọn cho mình. Rồi. Sau khi các bạn chọn xong rồi thì chúng ta sẽ đến với tụ bài số 1 được chưa các bạn ha. Bạn nào mà xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình hoặc là Zalo cho mình. Các bạn nhớ là đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình ha. Để khi nó có trải bài mới thì nó sẽ thông báo. Rồi. Tụ bài số 1. Remain positive, luôn luôn giữ cái sự tích cực của mình. Thì cái câu chuyện tình cảm của bạn có vẻ như là bạn sẽ cần phải cố gắng rất nhiều cho cái ánh sáng của bản thân mình. Bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều cho cái giá trị của bản thân mình, để cho trong một cái câu chuyện tình cảm là mình được trân trọng và yêu thương hơn. Cái mối quan hệ tình cảm của bạn á, nó cần được tha thứ, nó có rất là nhiều những cái sự mang hoặc là gánh nặng do thí dụ gia đình hai bên, do những cái lề thói đạo đức, hoặc là do những cái ví dụ như người đó có con riêng, ví dụ như là điều gì đó trong cái mối quan hệ này mà nó về đạo đức, về ly dị, về giấy tờ, về thủ tục, về cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái trải bài này á, mình cảm thấy nó khá là tích cực nha. Mình thật sự mình cảm thấy nó khá là tích cực. Có thể rằng là cái thời điểm kế tiếp á, khi mà bạn tìm được hạnh phúc riêng của bản thân mình, là mình cảm thấy bạn đang rất là hạnh phúc nè nha. Mình cảm thấy bạn đang rất là hạnh phúc, và cái thời điểm tiếp theo bạn cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Mình thấy rằng là bạn với cái người này có thể là sẽ có cái thời gian coi như là sắp tới ha, diễn biến tiếp theo ha, có thể là bạn với người này sẽ có nhiều cái thời gian ở bên nhau hơn để bồi đắp cái nền tảng, cái niềm tin hơn, sẽ không có bị những cái vấn đề như là cãi nhau nho nhỏ nữa. Mình nghĩ rằng là bạn đã có thể tìm được cái giá trị của bản thân mình nha. Và mình cảm thấy rằng là bạn với cái người này có thể là sẽ có những cái cuộc đi du lịch với nhau, có những cái khoảng thời gian gọi là tuần trăng mật nghỉ ngơi với nhau. Cái người này thích bạn, có thể là lãng mạn, sự lãng mạn trong mối quan hệ này nó có. Mình thì mình cảm thấy là cái câu chuyện tình cảm của bạn á, nó sẽ cần phải được chữa lành, được sống với cuộc sống của mình trước khi mà cái mối quan hệ này nó trọn vẹn. Nói chung bạn cần phải chữa lành những chuyện từ quá khứ nha. Đối với bạn nào á mà đang chọn cái trải bài này là dành cho cái người trong quá khứ, cái người mà bạn đã từng có nhiều cái sự đau buồn, có nhiều cái nỗi đau, có nhiều cái nghiệp quả, thì mình nghĩ là cái mối quan hệ đó bạn đừng trông chờ nữa, mà hãy tiếp tục duy trì cái sự tích cực của mình, sống cái cuộc sống hạnh phúc của mình, tiếp tục cố gắng cho bản thân của mình. Hãy tìm hiểu cái cảm xúc chân thật trong lòng của mình trước tiên ha. Hãy tìm kiếm cái cảm xúc chân thật của mình. Mình cảm thấy là bạn có ai đó đang thích bạn. Bạn có ai đó, một cái người mới hoặc là ai đó mới. Nếu như mà mối quan hệ của bạn nó đang đứng ở giữa cái ngã ba đường, kiểu là bạn đang mập mờ mà không biết tiến hay không biết lùi, và bạn đang cũng gọi là xem xét hoặc là chờ thêm cái thời gian á, hoặc là cái mối quan hệ ba người á, mà nó đang trong cái vùng ảo ảnh, giống như là bạn chưa có cảm nhận rõ được người đó. Nếu như mà mối quan hệ của bạn đang ở trong cái giai đoạn đó đó, thì có thể rằng là cái thời điểm sắp tới á, nó sẽ có cái thời gian để đánh giá lại. Có thể nó sẽ là một cái, mình nghĩ là tiếp theo bạn sẽ có một cái tình cảm đó. Diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ này là một cái tình yêu. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng cái tình yêu này là tùy bạn quyết định. Bạn vẫn có, nếu như mối quan hệ của bạn đang mập mờ thì cái tình cảm này nó sẽ vẫn tiếp tục, nó sẽ không có chia tay.
nó không có chia tay, nhưng mà cái người này họ sẽ lẩn tránh những cái trách nhiệm trong cái mối quan hệ với bạn. Diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ này mình thấy là tốt ha, chứ nó không có xấu đâu bạn. Với điều kiện nha, nếu như mà bạn với cái mối quan hệ của bạn với cái người này á, nó đang ở trong cái giai đoạn mà mình nghĩ là tập trung vào bản thân của cả hai nhiều hơn, chữa lành nhiều hơn, tình cảm này có thể nó sẽ được khởi nguồn lại, tình cảm này sẽ là cái khởi nguồn lại, nó sẽ là một cái gì đó thuộc về yêu thương bản thân mình nhiều hơn và thu hút người khác nhiều hơn. Ở trong đây á, nếu bạn với ai đó mà đã từng gọi là rất là mệt mỏi, mà kiểu như là mối quan hệ mà không có nói chuyện với nhau luôn á, kiểu là lâu lắm rồi đó, không có nói chuyện và không có thấy cái người kia họ có một cái sự hành động gì á, thì mình nghĩ rằng là sẽ chưa có cái sự hành động của cái người này cho bạn đâu nha. Và mình nghĩ rằng là cái tình cảm mà nó bị tan vỡ á, cái mối quan hệ đó đó, thì nó cần phải được lột cái vỏ kén ra để bay lên nha. Đó, còn nếu như bạn với lại cái người nào mà kiểu như là đang nói chuyện thôi, chát chít nhỏ 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 nhẹ thôi, giống như là mình chưa biết được như thế nào á, thì cái người đó đó, người đó với bạn á, đó nó có khả năng tiến lên, có khả năng có những cái cơ hội nhiều hơn, à nó có khả năng gọi là vờn đuổi nhau nhiều hơn, có cái khả năng có cho cái việc khởi đầu hẹn hò nhiều hơn. Tại vì đây là trải bài chung, nó có đến hai cái nguồn năng lượng như vậy, nên là mình phải lưu ý với về cái nguồn năng lượng đó. Chứ mà cái trải bài này á, thì đối với mình là nó không có xấu, nó không có xấu, nó vẫn có tình yêu ở đây, nó vẫn có cái cảm xúc ở đây, nhưng mà nó có sự né tránh nha, nó có sự né tránh, nó chưa rõ ràng. Cái tình yêu rõ lắm, nhưng mà cái việc là hành động của cái người đó đó thì chưa có rõ ràng. Có thể họ cần đánh giá lại, hoặc là họ đang ở trong cái vùng cái thời điểm mà họ họ chưa có, có thể họ sẽ làm điều gì đó cho bạn, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái điều đó nó chưa nói lên được là họ muốn cam kết với bạn. Tất cả mọi thứ giống như nó chỉ là khởi đầu, nó chỉ là mới, nó chỉ là ở đây thì mình khuyên bạn là nên từ từ, cái giống như là thích thôi, thích yêu gì đó nhưng mà chưa cam kết đâu. Cái diễn biến tiếp theo thì là mình nghĩ rằng là nếu bạn có một cái mối quan hệ ba người á, mà cái người đó họ làm tổn thương bên trong của bạn á, thì cái mối quan hệ đó đó có thể nó cũng có cái cơ hội thuộc về cái việc là quay trở lại cái tình yêu ban đầu, thuở ban đầu, quay lại cái tình yêu sơ khởi, như là tự nhiên mình có cái cảm xúc với cái người này lại, nhẹ nhàng tự nhiên lại nha. Rồi, mình nói là nhiều nguồn năng lượng ở đây. Đối với bạn nào mà đã chia tay rất là lâu rồi với cái mối quan hệ cũ á, thì cái mối quan hệ đó là bấm next qua đi. Còn cái mối quan hệ nào mà hiện tại mà kiểu như là còn đang mập mờ đó, còn đang chưa có rõ ràng á, thì cái mối quan hệ đó nó có khả năng tiến bước nhiều hơn đó. Mở lòng bản thân mình ra, welcome tình cảm đến nha. Ok. Và đây là trải bài chung, các bạn đón nhận cởi mở nha. Nếu các bạn muốn cần thêm cái thông tin hoặc rõ ràng hơn thì các bạn nên trải bài riêng ha. Thì trải bài chung thì bao giờ nó cũng sẽ không thể nào khớp khớp cho cái trải bài cho cái cá nhân của bạn được hết á. Trải bài số 2 các bạn ha. Chúng ta sẽ có cái lá bài này. Lắng nghe cái trực giác của bạn.
đầu tiên cái mối quan hệ của bạn với cái người này là mối quan hệ ba người ha, ba người mà bạn bè gì đó mà bạn cũng còn đang có cái bức tường ngăn cản vô hình trong mối quan hệ này. Có thể là bạn sợ tổn thương, có thể bạn cảm thấy mối quan hệ này nó rất là karmic, nó rất là nghiệp quả, nó rất là mang đến cho bạn sâu sắc nỗi sợ hãi, tổn thương, sâu sắc những cái vấn đề về việc là tôi phải đeo mặt nạ nữa ư, tôi không muốn. Cái mối quan hệ này á, nó có việc là ai đó say sorry với bạn ha, tiếp theo hoặc là diễn biến tiếp theo á, ai đó say sorry với bạn mà muốn reset lại cái niềm tin trong mối quan hệ này với bạn. Mối quan hệ này chắc chắn là có ba người, có người cạnh tranh, có một liên kết là liên kết yêu thương wedding. Nhưng mà mình nghĩ sắp tới thì ok, từ từ ha. Năng lượng hiện tại nó có khởi đầu mới, nó có việc phân vân trong mối quan hệ này. Chưa biết cho mối quan hệ này cơ hội hay không, nhưng mà chắc chắn là cái người nam hoặc đối phương đó họ thức tỉnh trong mối quan hệ này và có thể là họ quay lại. Họ quay lại với một cái gì đó mà cồn cào trong lòng, họ muốn kiểm soát cái mối quan hệ này kiểu là karmic các bạn. Kiểu giống như là hai người có một cái kết nối mà giống như là nó biết là mối quan hệ ba người, biết là sự ghen tuông, là sự nóng nảy, là sự bồn chồn, là sự khó ở trong người. Nhưng cái người nam này là họ quay lại như vậy đó bạn, họ comeback hoặc họ quay lại hoặc là họ đến với bạn như vậy đó, họ ràng buộc, họ kiểm soát bạn, bởi vì là cái gì mà mình càng càng kiểu là không có được trọn vẹn á, mình càng phải theo đuổi, mình càng phải chạy theo á, thì cái điều đó là rất là sợ mất, cho nên là lúc nào cũng phải ràng buộc hết, giống như xích xiềng xích nhau lại vậy đó. Nó giống như vậy đó, mình thấy là như vậy á, là giống như là diễn biến tiếp theo á, đó là tôi tiếp tục phải bao dung, phải yêu thương. Diễn biến tiếp theo là vẫn mắc kẹt vào trong cái mối quan hệ cũ, vẫn là cái việc là tôi đang đi tìm cái ánh sáng, tôi đang đi tìm một cái quan điểm sống, nói chung là sự quay lại chữa lành cho bản thân của mình, lại tiếp tục dịu dàng yêu thương, lại tiếp tục comeback quay về, và lại tiếp tục gọi là có một cái gì đó thuộc về là cái sự quay lại này, mình cảm thấy nó hơi im ắng chút xíu nha. Nó kiểu nó không có giống giống khua chiên rằng là I love you, you love me, rồi love love yêu yêu, rồi kiểu nó cái tụ số 1 là cái tụ yêu, cái tụ số 2 comeback quay về là như mình nói á, năng lượng là như vậy. Năng lượng vẫn còn mù 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 mờ mờ mù quáng, ảo ảnh, ảo tưởng, ảo giác, kiểu là rất là cần một cái ánh sáng của ai đó, họ họ dắt cho mình đi. Chứ giống như là thật sự cái mối quan hệ này sắp tới là quay lại, nhưng mà nó nghiệp quả lắm, nó nghiệp quả lắm, giống như là tôi không chạy trời không khỏi nắng, tôi không chạy khỏi được cái nghiệp này vậy đó. Nó giống như vậy á, giống như tình yêu này, giống như cái tình yêu này là cái sự thử thách, nó bài học cho mình rất là lớn á, nhìn mọi thứ ở ở trong một cái cách nhìn khác á. Và những cái thử thách hiện tại đó là một cái cách tốt nhất để cho mình học, cái kiểu là như vậy. Như cái kiểu quay lại này thì mình nghĩ rằng là mình không nói tốt hay không nói xấu nha, mình chỉ nói diễn biến tiếp theo là sẽ quay lại, cái người này sẽ nhanh chóng ràng buộc bạn lại, bởi vì họ không có thể không muốn mất bạn, nhưng mà họ vẫn trong cái vùng an toàn của mình nhé. Kiểu là họ có thể cái vấn đề quay về này là nó để chữa lành bản thân của họ, để chữa lành mối quan hệ này, để cân bằng cuộc sống lại, để vui vẻ trở lại, để sống ha. Nhưng mà năng lượng của past life relationship tức nghĩa là cũng thuộc dạng là sâu sắc lắm, cảm nhận sâu sắc, cảm nhận là mình khó bỏ nhau, cảm nhận trong lòng vậy. Mặc dù là thật ra có thể bạn là nữ cũng đang ở trong một cái vùng an toàn của mình chứ không phải không, và cái người nam này họ cũng mắc kẹt trong đó ha. Mình nghĩ là cái sự quay lại của hai người là có đó, nhưng mà cũng là một sự mắc kẹt, nhưng mà cũng là một cái gì đó thuộc về là nhẫn nại, bao dung, từ bi, hỷ xả, chữa lành cho cái đứa trẻ bên trong của mình, hoặc đáp ứng cho cái đứa trẻ bên trong của mình ha, hoặc là gọi là
gọi là mắc kẹt nhé, vẫn còn mắc kẹt nhé. Ok, có thể vậy đi, mình sẽ kết thúc cái trả bài này đây nha. Các bạn nào mà cần trả bài riêng thì inbox Facebook cho mình, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những trả bài sau. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với cái tù bài số 3 hả bạn ha. Nghỉ ngơi đi bạn, nghỉ ngơi để hồi phục lại. Người cũ sẽ quay về trong cái mối quan hệ này, chưa gì hết là nhảy lên người cũ rồi. Hoặc là cái người mà bạn với họ đang có những cái cảm xúc rất là lãng mạn nha. Freedom. Cái người này, bạn là có đến hai người, quá dữ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là hiện tại trong cái mối quan hệ này á, vẫn là không có tin tưởng. Hiện tại trong mối quan hệ này vẫn là đang đưa ra ý kiến của mình, là đưa ra ý kiến của mình coi là có được không, có chịu không, cái người kia có chịu cái ý kiến của mình không. Kiểu giống như là mối quan hệ đang deal với nhau, đang nói với nhau á. Và kiểu như là cái mối quan hệ này là nó có gì đó mập mờ ở phía sau. Là nó có cái gì đó mà bạn phòng thủ và bạn cảm thấy mệt mỏi. Và kiểu giống như là bạn vừa vừa bước ra khỏi một cái trận chiến đấu mà bạn nói rằng là chịu thua. Kiểu giống như là mệt quá. Cái người này có thể làm bạn không lung lay được cái sự cứng đầu của họ. Và cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng đã có sự thay đổi về cái quan điểm ý kiến. Nhưng mà cái người này với bạn là có thể ở xa luôn. Và cái người này thì với bạn là bất đồng quan điểm và có cái sự cãi nhau. Và trong cái thời gian sắp tới thì vẫn là mập mờ mù mờ. Cái mối quan hệ giữa bạn với người này là cái tôi cũng có ở đây. Sự lạnh lùng của cái người nam này cũng có ở đây. Mà cái sự dịu dàng như nước của bạn cũng có ở đây. Nhưng mà hai người chỉ sẽ vẫn còn kết nối với nhau. Nhưng mà ở đây là mình thấy có một cái gọi là mối quan hệ dự phòng ở đây. Cái tình cảm này nó bị cái ego, nó bị cái tôi, nó bị nỗi sợ, nó bị sự ghen tuông, nó bị sự thiếu đi cái niềm tin, thiếu đi cái sự tự tin chứ lộn. Có thể cái người này sẽ call cho bạn, viết message cho bạn, gửi tin nhắn cho bạn, sẽ nói về những cái điều mà họ suy nghĩ. Đó. Nha. Nhưng mà mình cảm giác là ở đây có hai người. Có thể là đối với một mối quan hệ á, thì nó cũng không còn gọi là giống như bạn bị bỏ rơi. Còn một cái mối quan hệ là cái người đó họ thích bạn đó. Thì cái người mà bạn đang có cái sự bị bỏ rơi á, thì cái người đó với bạn coi chừng là vẫn còn có cái sự mập mờ ở đây. Đó, đó. Thì còn nói chung là mối quan hệ này có thêm một đối tượng nữa thì mình không biết là ai. Đó, một cái mối quan hệ dự phòng nữa. Còn á, bạn đang thu hút người khác nữa vô trong mối quan hệ của mình đó. Bạn đang có những cái sự thu hút, coi như là bạn có những cái cử chỉ đẹp vân vân. Hoặc là bắt đầu vũ trụ cho bạn một cái tình yêu mới, vũ trụ cho bạn một cái sự hết hồn về một cái tình cảm ai đó, hoặc là cho bạn một cái lời mời bước đến một cái tình cảm nào đó, hoặc là một cái cuộc gặp gỡ nào đó mà hơi hết hồn một chút xíu mà bạn còn đang e ngại, ví dụ vậy hả. Mình nghĩ chắc là bạn cũng có cái vùng an toàn của mình ở đây, nhưng mà cái vùng an toàn của bạn ở đây á, mình không thấy nó tiêu cực nha. Mình không thấy nó giống như tụ hai đâu. Cái vùng an toàn của bạn á, mình cảm thấy rằng là kiểu là bạn tập trung cho những cái điều gì mà nó xứng đáng hơn. Kiểu là bạn cảm thấy rằng là năng lượng của bạn cao chứ không có thấp ha. Cái vùng an toàn của bạn nhưng mà năng lượng bạn cao. Tụ 2 thì mình đánh giá là không cao bằng. Cái tụ này bạn năng lượng của bạn cao. Kiểu là bạn hiểu thấu hiểu. Với lại là nếu mà có cái sự bốc đồng trong cái lời nói của bạn á, hoặc là sự cãi vã đó, thì bạn nhận ra điều đó. Và có thể bạn thấy mối quan hệ này nó không xứng đáng. Có thể bạn
thay đổi nhiều hơn rồi. Có thể là bạn không muốn nghe, hoặc là không muốn bị đâm sau lưng, hoặc không bị muốn bị thị phi nữa, kiểu là như vậy. Nhưng mà mình chắc chắn rằng có một mối quan hệ trong cái cặp đôi này, trong cái hai người, một trong hai người này, hoặc là mối quan hệ trong cái cuộc sống của bạn, nó sẽ có một cái mối quan hệ nở hoa để mà healing cái đứa trẻ bên trong của bạn, để mà phát triển. Ở đây vũ trụ cổ vũ bạn, cố lên, hãy tìm kiếm cái sức mạnh bên trong của mình đối diện với nỗi sợ hãi, với là một cái sự tự tin. Tôi thu hút mọi người vô trong cái mối, trong cuộc sống của tôi ha, những cái mối quan hệ trong cuộc sống của tôi với lại một cái năng lượng cao nhất. Ở đây thì thực sự mình thấy là nữ á, cung thiên bình bảo bình song tử ở đây là có cung nước song ngư cự giải bọt cạp, nam cung khí, nam cung đất kim ngưu ma kết sử nữ, có nhân mã, thì khả năng cao đó là như vậy. Bạn sẽ có một mối quan hệ nở hoa, vũ trụ đang có thể là cho bạn một cái tình yêu khác nữa, người cũ thì sẽ quay về. Có thể bạn đầu hàng trong mối quan hệ cũ, có thể bạn cũng không không thuộc dạng là, mặc dù bạn có thể bị bỏ rơi, có thể buồn đó, nhưng mà bạn không có chống lại cái điều này, bạn không có bị rơi vào cái sự suy nghĩ quá nhiều dẫn đến trầm cảm, không có bị như vậy á. Dù dù là bạn cãi nhau mà có thua đi chăng nữa hoặc như thế nào thì bạn vẫn ổn, bạn vẫn tự do, bạn vẫn có cái năng lượng của sự tự do, mình cảm thấy như vậy. Bạn không có bị là tôi bị đánh bại trong mối quan hệ này, mà cái cảm giác là bạn thôi tôi chấp nhận thua cuộc là bởi vì tôi nghĩ là nó không xứng đáng với giá trị của tôi, mình cảm giác như vậy á ha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi có trải bài mới thì nó sẽ thông báo ha. À, bạn nào xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài sau nha.